Mưa ở đâu thiệt tình làm đâu mà trời đá Đài Bắc nhỏ mắc mưa sao được. Phước đi chơi cuốc mới về á. Phước Phước đi cút đất nó về rồi xong. Mẹ mới mới cút đất về rồi mưa luôn. Hình như nó đi cái gì á mà nó cháy vô cái đường á, chắc nó sợ mưa ra. Hình như chắc anh Sáu Quân đang làm. Nhỏ mắc mưa sao được. Nó mắc mưa liền các bạn. Trời ơi, trong gió luôn. Sao Bùng đang làm cái gì đó bạn? Đang làm mà hình như nó chán mình mới mất các bạn. Sao Bùng đang làm. Nó trên chiếc cò bè nó đậu. Nó đậu còn dưới máy cài nó đậu luôn.
luôn, làm với cái làm chặt mưa lấp, cái nguồn nó không chạy mưa tới. Kêu đợi cái quân có vô nhà chưa, bắt mưa tới liền. Xuống cái gì ngược xuống, mưa nó ngược xuống cái gì ngược xuống, nó ngược chạy lại luôn. Mưa nó ngược chạy lại chứ mà. Mưa năm nay bắt đầu có tháng mưa, tháng mưa nên làm mệt mỏi luôn, chán vô cái đắp bờ lắc quá. Không sợ mưa luôn. Chú ấy thời gian cảm giác mưa nhiệt độ như là 30 độ C, độ chút nóng lạnh. Khi kia sạch bắt nó đã hết rồi, còn 15 trăm.